Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Thì hôm nay là chỉ còn khoảng một tuần nữa, chính xác là một tuần nữa thì chúng ta sẽ kết thúc tuần giao dịch và chúng ta sẽ nghỉ Tết Nguyên Đán khoảng 9 ngày. Thì hiện tại thì có lẽ là tất cả quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta cũng có thể thấy là không khí Tết đã về đến khắp trên mọi nẻo đường. Thì chúng ta ra đã thấy đào quất và đường phố của chúng ta thì cũng đã tấp nập và nhộn nhịp hơn. Thì cũng là tuần cuối cùng của tháng 1, đúng không? Tuần cuối cùng của tháng 1 thì tại sao Hồng Lê lại có đề cập đến đến tháng 1? Bởi vì là chúng ta xem lại lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2010 đến nay thì gần như là trong tháng 1 thì thị trường của chúng ta đều tăng, và trong quý 1 thì thị trường của chứng khoán của chúng ta cũng đã có một cái mức tăng rất là tốt. Và chúng ta cũng kỳ vọng rằng là trong năm 2019, quý 1 năm 2019 này thì chúng ta cũng kỳ vọng rằng là thị trường của chúng ta cũng sẽ có những cái bước đột phá để là giúp cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có thể tiếp tục đầu tư và sinh lời được tồn tại được trên thị trường. Buổi điểm tin ngày hôm nay thì chúng ta sẽ phân tích tình hình thị trường trong tuần vừa qua, cũng như là có một vài cái nhận định xu thế tuần cuối cùng từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 năm 2019. Thì bản tin chúng ta sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là phân tích lại là cái tình hình thị trường trong tuần vừa qua. Phần thứ hai là chúng ta sẽ nhận định xu thế tuần tới. Và phần thứ ba là chúng ta sẽ phân tích lại một số các cái mã cổ phiếu đã khuyến nghị ở trên room Chiến binh Samurai 01. Thì trên room Zalo thì hiện tại thì trước đây thì Hùng Lê có chat tương tác với các anh chị ở trên kênh Facebook rất là nhiều. Thì hiện tại là Hùng Lê đã không trên kênh Facebook thì Hùng Lê cũng hạn chế việc tương tác. Trên kênh Facebook thì chỉ đăng các cái bản tin. Còn bây giờ thì Hùng Lê đã chuyển sang tương tác với tất cả cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta, qua 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 kênh Zalo. Vì vậy nên là những anh chị nào mà của chúng ta mà chưa chưa có add Zalo của Hùng Lê thì các anh chị có thể add Zalo của Hùng Lê qua số điện thoại 0968 279 555 và để chúng ta cùng tham gia nhóm Chiến binh Samurai 01. Thì trên nhóm Chiến binh Samurai 01 này thì cũng có rất nhiều các anh chị nhà đầu tư của chúng ta có những cái kiến thức rất là tốt, Hùng Lê phải khẳng định là như thế. Gần như trên room này thì các anh chị cũng 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 trao đổi rất là nhiều, còn Hùng Lê chỉ có một số các cái điểm thôi, một số các điểm nhấn thôi, hoặc là một số các cái cổ phiếu mà ví dụ cổ phiếu RJ chẳng hạn, hoặc là những cái mã cổ phiếu mà ông Lê có thấy là có những cái tín hiệu đẹp thì ông Lê có thể chat lên đây. Còn nữa thì gần như là các anh chị của chúng ta cũng có thể tự trao đổi trên room. Thì đấy là những cái yếu tố rất là tốt khi mà chúng ta tham gia những cái room đầu tư, những cái room mà có những anh chị mà có những cái nền tảng kiến thức rất là tốt, rất là vững, và có những cái thông tin chia sẻ về cổ phiếu, đúng không ạ? Và những cái thông tin chia sẻ về doanh nghiệp đó, thì là tất cả những gì mà các anh chị mang lại và đang xây dựng ở trên Zoom. Thì Hùng Lê cũng rất là cảm ơn các anh chị đã đóng góp để cùng xây dựng một cái cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta ngày càng tốt hơn, ngày càng vững mạnh hơn. Thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong tuần vừa qua thì cũng là một tuần, nó cũng là vùng trũng của thông tin, bởi vì đối với thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng thấy rằng là không có quá nhiều những cái thông tin hỗ trợ thị trường. Bên 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 cạnh đó thì là cái tâm lý chuẩn bị Tết thì cũng dẫn đến cái việc là cái thanh khoản của thị trường của chúng ta thường là rất là thấp, đúng không ạ? Bởi vì là tâm lý thì đến tại thời điểm này và có thể tuần sau thì thanh khoản của thị trường còn thấp nữa, bởi vì là các anh chị một phần thì các anh chị cũng đã chốt lời nghỉ ngơi ăn Tết, còn một số các anh chị mà chúng ta đang bị có thể là đang bị kẹp một ít hàng lại thì chúng ta cũng nghỉ ngơi chờ để cái lúc thị trường nó hồi lên thì chúng ta sẽ ra hàng. Thì đấy là cái tâm lý hiện tại của thị trường. Và chúng ta cũng nhìn nhìn qua chỉ số Dow Jones. Nhìn qua chỉ số Dow Jones của Mỹ thì đây là biểu đồ chỉ số Dow Jones. Thì Hùng có
Có một vài ý như thế này, có một vài ý. Thực ra thì là hiện tại thì chúng ta cũng thấy rằng là cái xu thế là thị trường Dow Jones đã hồi hồi rất là mạnh, hồi từ 21.750 điểm mà hiện tại đã hồi về hai gần 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 mốc 25.000. Thế thì đối với Dow Jones thì chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta cũng không thể là phân tích được cái chỉ số Dow Jones 30. Bởi vì nếu mà để phân tích chỉ số Dow Jones 30 thì chúng ta phải nắm hết tất cả các mã cổ phiếu cấu thành nên cái chỉ số này, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn ở trên một cái góc độ tổng quát nhất. Thì hiện tại là chỉ số Dow Jones 30 thì đang gặp gặp khó ở cái vùng 25.000. Ở hai yếu tố, thứ nhất đấy là cái mốc 25.000 là một cái mốc chẵn, là một cái mốc tâm lý chẵn, và cái vùng 25.000 này nó cũng chạm cái đường MA 100. Cái thứ hai nữa là nếu mà chúng ta dùng một cái kênh xu thế, đúng không ạ, thì chỉ số Dow Jones đã cũng đang gặp khó ở vùng 24.700, khoảng 730. Thì rõ ràng một điều là khi cái chỉ số này có chạm về 24.870 điểm thì đã bị đẩy về ở trong cái kênh nến này. Thế thì đây là một cái vùng kháng cự, có thể đánh giá rằng đây là một cái vùng kháng cự khá là mạnh của chỉ số Dow Jones. Thì có thể là khi mà thị trường của chúng ta nghỉ Tết thì chỉ số Dow Jones sẽ quét lại ở vùng này và có thể test lại vùng này, và chúng ta sẽ cùng quan sát xem là Dow Jones có vượt thoát được lên hay không. Thì chúng ta thấy rằng là khi Dow Jones có một cái nhịp hồi từ 21.700 và bây giờ hiện tại là hồng lên cho khoảng tầm 24.700, thì chỉ số VN Index của chúng ta chỉ số VN Index của chúng ta cũng có một nhịp hồi. Tuy nhiên là cái nhịp hồi của thị trường chứng khoán Việt Nam thì nó không được hồi mạnh mẽ như thị trường chứng khoán Mỹ. Còn khi lao dốc thì lao dốc ngang nhau, thì đấy là một cái thực tế mà chúng ta cũng có thể thấy rằng cái sự tương quan giữa chỉ số Dow Jones 30 và thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì hôm nay cũng có một vài cái hình ảnh để chúng ta cùng chia sẻ và cùng có một cái góc nhìn nó khách quan nhất, để chúng ta cũng cũng có tiên lượng về thị trường của chứng khoán Việt Nam. Thế còn về chỉ số VN Index thì tí nữa Hùng Lê sẽ phân tích, sau khi mà phân tích các cái mã cổ phiếu xong thì Hùng Lê sẽ có một vài cái ý vài cái ý và bản thân thì trong thứ sáu tuần trước thì Hùng Lê có một cái bản tin, đấy là bản tin ở video số 42. Phân tích tuần từ 21 đến ngày 25 tháng 1 thì thị trường đang có những cái dấu hiệu suy yếu và chúng ta sẽ canh để chốt. Thì rõ ràng một điều là chúng ta cũng có thể nhìn thấy là trong tuần vừa qua, đúng không ạ, trong tuần vừa qua thì VN Index của chúng ta gần như là không tăng, chỉ dao động ở trong một cái biên độ hẹp từ khoảng vùng đây, các anh chị có thể nhìn thấy những cái cây nến rất là hẹp và rất là xít xít chặt, rất là siết chặt, và thanh khoản ở thị trường thì ở một cái mức rất thấp. Thì Hùng Lê đã đề cập rồi, cái mức thấp này thì mình cũng có thể giải thích ở nhiều góc độ, nhiều các cái yếu tố, ví dụ như tại cái thời điểm hiện tại này, rồi là cái tâm lý nhà đầu tư này, tâm lý nhà đầu tư này. Cái thứ hai nữa là cái ngưỡng VN Index của chúng ta đang chạm vào một cái ngưỡng 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 cản mà cái ngưỡng tâm lý, gọi là cái ngưỡng tâm lý. Thì thường khi khi chạm vào ngưỡng tâm lý này thì đa phần các nhà đầu tư của chúng ta sẽ chủ yếu là nghe ngóng và xem xét. Thì bản thân là thứ sáu tuần trước thì khi mà Hùng Lê phân tích tuần tới, tức là cái tuần vừa qua đây, thì Hùng đã thấy rằng cái động lực tăng giá nó không mạnh. Động lực tăng giá không mạnh bởi vì là rõ ràng là dòng tiền thì cơ bản hiện tại đang ở ở cái mức rất là cạn kiệt, và những cái mã cổ phiếu trụ, những cái mã cổ phiếu mang tính dẫn dắt dòng tiền thì hiện tại đang khá là yếu. Vì vậy nên Hùng Lê đánh giá rằng cái xu thế tăng giá mạnh nó không có, chủ yếu là xu thế đi ngang hoặc là thị trường đang gặp phải một cái ngưỡng ngưỡng tâm lý, một ngưỡng cản khó đối với thị trường. Tức là VN Index của chúng ta đi chạm vào vùng 915 đến khoảng tầm 920. 915 đến 920 thì đấy là một cái ngưỡng cản về tâm lý. Thì chúng ta cũng hoàn toàn kỳ vọng là sang tuần tới thì mọi thứ giao dịch nó sẽ ok hơn. Và có ok hơn hay không thì chúng ta phải xem xét ở trên cái góc độ nội tại thị trường cũng như là những cái thông tin của thế giới. Thì thực ra thì thị trường chứng khoán Việt Nam nó chịu ảnh hưởng rất là lớn của chỉ số Dow Jones 30. Thì Hùng Lê cũng đã vừa mới phân tích cho các anh chị có một cái góc nhìn về chỉ số Dow Jones 30 để chúng ta có một cái sự so sánh tương quan, một cái sự so sánh tương quan, tức là Dow Jones 30 cũng đang gặp đi vào cái vùng vùng cản và một cái vùng tâm lý khá là mạnh. Thì chỉ số VN Index của chúng ta cũng hoàn toàn tương tự như thế.
là đi vào cái vùng 915 đến 920. Thì đấy là 915 đến khoảng tầm 925 đến 930, thì nếu mà cái mạnh hơn thì là 930. Đó thì là thì rõ ràng một điều đây là cái đỏ đây là kết tuần trước, còn cái chỉ số xanh này, cái đường xanh này là bắt đầu vào tháng 1. Thì ông Lê có đánh đánh dấu ở hai cái điểm này để chúng ta có một cái góc nhìn về tuần cũng như góc nhìn về tháng 1. Và sau đó thì chúng ta cũng sẽ có một cái góc nhìn về quý 1 của năm 2019. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi một số các cái mã cổ phiếu, một mã cổ phiếu mà mang tính chất trụ cũng như mang tính chất giữ nhịp cho thị trường, thì chúng ta xem là trong tuần vừa qua những mã cổ phiếu đấy vận động như thế nào. Đối với VIX thì rõ ràng một điều là hiện tại thì VIX đang có một cái vùng neo giá, những cái vùng giá siết chặt của VIX ở đây thì các anh chị cũng có thể thấy rồi, và rõ ràng là thanh khoản của VIX thì hiện tại cũng đang ở một cái vùng khá là thấp. Khá là thấp thì đối với VIX thì đầu tư thì không đầu tư, rõ ràng về quan điểm nó là như thế. Còn chúng ta cũng hoàn toàn kỳ vọng là VIX cũng sẽ giữ được cái nhịp. Giữ được cái nhịp tức là tiếp tục đi ngang siết chặt ở quanh cái vùng giá từ 100 đến khoảng tầm vùng giá 105, thì đấy là để nâng đỡ thị trường. VHM thì đối với VHM thì chúng ta thấy rằng là sau một cái nhịp hồi phục tăng thì VHM đã gặp cái vùng cản khó. Cái vùng cản khó đấy là từ vùng giá 81.5, tức là vùng 82 đến khoảng vùng 83, 84. Thì đây là cái vùng cản khó của cổ phiếu này, thì khi gặp những vùng cản khó này thì rõ ràng là cổ phiếu đã có những cái tuần đã có một tuần đi xuống, và chính cái sự đi xuống của Vinhome cũng tác động không nhỏ đến những cái yếu tố tích cực của chỉ số VN-Index. Thì chúng ta hoàn toàn kỳ vọng là Vinhome sẽ chỉnh nhẹ về về một vùng như này. Thì khả năng là cái việc mà lấy đà của Vinhome thì như thế này cũng là khá là hợp lý, và chúng ta sẽ cùng kỳ vọng Vinhome sẽ có một cái nhịp đi như thế này. Và khi Vinhome đã có một cái nhịp đi như thế này thì rõ ràng một điều là Vinhome sẽ có một cái hỗ trợ cho thị trường cực kỳ lớn nếu mà Vinhome đúng đi được đúng theo kịch bản như thế này. Thì chúng ta có thể hoàn toàn chúng ta có thể chờ và quan sát, khả năng thì thứ hai và thứ ba tuần này thì Vinhome sẽ có những cái dấu hiệu đảo chiều, và khi những cái dấu hiệu đảo chiều đó xuất hiện thì khả năng cái kịch bản của chúng ta đề ra nó sẽ đúng. Và khi Vinhome chạm về kênh hỗ trợ dưới, tức là ở đây sẽ chạm về khoảng vùng giá 76.5. Khi chạm về vùng giá 76.5 mà có những cái tín hiệu bật lên thì đấy là một cái tín hiệu rất vui và rất tốt cho thị trường của chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ quan sát. Đối với VRE là một mã cổ phiếu mà Hùng Lê cực kỳ yêu thích, bởi vì là cái cách mà VRE vận động ở trong cái thời gian vừa qua thì nó khá là dễ chịu, và chúng ta hoàn toàn có thể tiên lượng được. Ít nhất là những cái lần bắt của chúng ta thì cũng khá là thành công. Đấy là khi VRE cứ chạm về khoảng vùng giá 28 đến vùng giá 28.5, thì đấy là những cái vùng mà VRE thường tích lũy lại, thường tích lũy thành công. Và sau đó là có một cái nhịp thoát đánh lên, thì đánh lên chạm với vùng 3x thì cổ phiếu này lại bật xuống. Cổ phiếu này lại bật xuống. Thì đối với hiện tại của VRE thì sao? Hùng Lê đang thấy rằng là VRE đang có 3 phiên test tích lũy thành công tại vùng giá 28.5. Thì 28.5, và chúng ta thấy rằng là trong cái giai đoạn hiện tại, sau những cái phiên rơi mạnh, những cái rơi mạnh như này, những cái phiên rơi của VRE thì gần như chúng ta thấy rằng là không có dòng tiền vào. Thì đây là những cái ý đồ của cũng có thể là những cái ý đồ của nhà tạo lập để dung dụ hết tất cả những cái nhà đầu tư đã neo được ở những cái vùng giá thấp, thì có thể đây là những cái ý đồ, và đối với cổ phiếu này thì chúng ta vẫn còn những cái cơ hội đầu tư. Thì chúng ta sang tuần tới thì Hùng Lê nghĩ rằng chúng ta sẽ quan sát tiếp mã cổ phiếu này, và khi mà cổ phiếu này có dòng tiền và có những cái cây nến xanh nhẹ hoặc là xanh mạnh để đẩy cổ phiếu này đi lên, thì đấy là những cái điểm mà chúng ta có thể canh để chúng ta tiếp tục tham gia mã cổ phiếu này, và chúng ta sẽ đánh ở trong một cái sóng ngắn,
sóng ngắn của VRE. Thì đối với VRE thì hoàn toàn chúng ta có thể tham gia ở những cái nhịp rất là ngắn như vậy. Chúng ta cùng qua các cái mã cổ phiếu dầu khí. Thì đối với dầu khí đối với dầu khí thì chúng ta có thể nhìn là tổng quan của gas. Nếu nhìn ở trên tổng quan của gas, khi gas đã có một nhịp tăng từ vùng giá 50 và chạm về vùng giá 130 thì hiện tại là gas đang hình thành một cái sóng chỉnh thứ nhất và có một nhịp hồi. Và khi mà gas chạm lại về kênh hỗ trợ đấy là khi mà gas chạm về khoảng vùng giá 85 thì gas đã có những phiên và có những cái tuần bật bật lên. Tuy nhiên hiện tại thì những cái tín hiệu hiện tại thì đang cho thấy gas đang gặp khó ở vùng giá 90. Ở vùng giá 90 tức là tương đương với khoảng vùng Fibo 50% so với nhịp chỉnh ở trước đó thì gas đang gặp khó ở vùng giá 90. Tuy nhiên cái điểm vùng giá 90 này cũng là một cái điểm phân kỳ của gas, cực kỳ là một cái điểm phân kỳ rất là đẹp. Thì từ cái điểm phân kỳ này thì sẽ có hai kịch bản. Một là gas sẽ từ cái điểm điểm này và gas sẽ tăng giá luôn. Sẽ tăng giá luôn thì cần những phiên chúng ta sẽ cần những phiên mà gas có một cái khối lượng thanh khoản khoảng từ trên 1 triệu cổ phiếu và giá thì sẽ tăng, giá sẽ tăng mạnh. Còn nếu tín hiệu trường hợp mà gas vẫn vẫn gặp yếu, tức là dòng tiền nó không vào thì có thể gas sẽ chạm lại về kênh, và khi chạm lại về kênh thì sau đó thì gas lại tích lũy từ kênh này đi lên. Thì đấy là hai cái kịch bản của gas, nhưng hiện tại thì Hùng Lê thấy rằng là cái vùng 90 thì gas đang gặp khó tại vùng 90, và đường RSI thì cũng đang có xu thế đi xuống, RSI đang có xu thế đi xuống. Chúng ta xem một số các mã chỉ báo thì chưa chưa thể tăng mạnh được thì khả năng gas sẽ chỉnh. Gas sẽ có một hai phiên chỉnh và sau đó thì từ cái phiên chỉnh đó thì có những phiên mà cầu vào mạnh để có thể kích cái dòng tiền lên. PLX, đối với PLX đây cũng là một mã cổ phiếu Mùng Lê rất là thích đối với PLX. Tuy nhiên hiện tại chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái lượng nhà đầu tư nước ngoài bán ra PLX, đặc biệt là những cái phiên ATC thường dội những cái khối lượng rất là lớn, dẫn đến là giá của PLX có những biến động khá là bất thường. Thì đấy là những cái yếu tố mà chúng ta cần phải quan tâm, và phân tích. Cái động thái đó thì nó sẽ như thế nào, tức là có phải là thực sự là cổ phiếu xấu không, hay là một cái động thái để ép giá, hay là để đưa cổ phiếu về một cái mặt bằng giá thấp hơn để gom, và sau đó thì có một cái nhịp đánh dẫn. Thì tất cả những cái kịch bản đó thì chúng ta cũng sẽ tiên lượng ở trong đầu. Tuy nhiên là cái việc mà dồn rất nhiều các cái khối lượng ở phiên ATC để bán, để đánh dập cổ phiếu xuống thì đấy là một trong những cái dấu hỏi lớn mà chúng ta cũng cần phải phân tích. Còn nếu nhìn ở trên góc độ kỹ thuật hiện tại thì chúng ta thấy rằng PLX đang được hỗ trợ ở khoảng vùng giá 52, 52 đến 52.5. Đây là một cái vùng hỗ trợ khá là tốt của PLX. Tuy nhiên nếu cái vùng hỗ trợ này mà thủng thì chắc chắn là PLX sẽ về lại vùng nền rồi. Tức là về lại vùng nền ở vùng 40, thì chúng ta đây là cái vùng mà chúng ta sẽ quan sát PLX ở vùng giá 52 đến vùng 52.5. Nếu nếu thực sự cổ phiếu xấu thì cổ phiếu sẽ gãy ở vùng nền này. Nếu thực sự cổ phiếu xấu thì cổ phiếu sẽ gãy ở vùng nền này. Còn nếu thực sự là nhà tạo lập hoặc là một 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 cái nhóm đội nào đó mà muốn ép cổ phiếu xuống ở ở quanh cái vùng này để gom gom bật lại thì chúng ta sẽ quan sát ở vùng này, sẽ không gãy ở vùng này, và nếu mà gãy ở vùng này thì đấy là một tín hiệu khá là xấu. Đó thì đối với PLX thì cái vùng vùng giá từ 50 thậm chí là rơi, có thể là nhà cái sẽ đánh đánh vùi về vùng 50. Đó, nhưng mà cái vùng vùng hỗ trợ của PLX đấy là vùng ở vùng 52. Thì chúng ta sẽ quan sát PLX ở vùng giá 52 để chúng ta có những cái động thái đối với cổ phiếu này. Còn trên xu thế hiện tại thì chúng ta cũng chưa nhìn thấy được cái động lực tăng giá mạnh của PLX, và Hùng Lê đánh giá thì PLX sẽ lình xình đi ngang ở quanh cái vùng này trước khi có những cái tín hiệu tiếp theo. PVD, đối với PVD thì Hùng đã khuyến nghị ở trên Zoom một số các anh chị của chúng ta, đấy là PVD thì Hùng đang thấy ở một cái điểm tì của PVD đang rất là đẹp, đấy là 15.5. Đối với vùng 15.5 của PVD thì chúng ta có thể tham gia. Đây là một cái vùng hỗ trợ khá là tốt của PVD. Hơn thế nữa thì Hùng đang thấy có những cái dấu hiệu dòng tiền đang được kích hoạt lại đối với cổ phiếu ngành dầu khí.
cổ phiếu ngành dầu khí và trên một số các cái chỉ báo, trên một số các cái chỉ báo kỹ thuật hiện tại thì chúng cũng đang cho thấy rằng là khả năng thì PVD sẽ có một cái nhịp sẽ có một cái nhịp tăng từ cái điểm tì vùng giá 15.5. Thì một số các anh chị là tài khoản Hùng Lê đang quản lý thì Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị vào vào PVD ở vùng giá 15.5 đến vùng giá 15.8. Thì chúng ta sẽ mua ở vị thế, tức là đây những cái điểm mua một để chúng ta sẽ chờ. Chúng ta sẽ chờ khi PVD có những cái tín hiệu tiếp theo về dòng tiền thì chúng ta có thể gia tăng tỷ trọng. Còn cái điểm mua 15.5 đây là những cái điểm mua gom. Đối với PVS, PVS thì hiện tại thì đang khá xấu hơn so với PVD. Xấu hơn so với PVD. Tuy nhiên là chúng ta cũng có thể thấy rằng là PVS cũng đã có một cái nền quanh vùng 18. Quanh vùng 18 sau khi mà chạm kênh xu thế thì PVS đã có một cái nền tích lũy quanh vùng 18. Tuy nhiên là hiện tại thì cái dòng tiền chưa có những cái động lực đủ mạnh để chúng ta có thể thấy rằng là một cái xu thế tăng giá tiếp theo của PVS thì khả năng là sẽ tiếp tục đối với PVS sẽ tiếp tục là lình xình đi ngang ở quanh vùng này. Chúng ta cùng đi tiếp mã BVH. Đối với BVH thì trong trong các bản tin tuần trước thì cũng có đề cập đến BVH như là BVH ở thời điểm hiện tại thì nó cũng mang tính chất giữ nhịp cho thị trường, nó cũng giống như VIX hoặc là Vinhome. Và cái xu thế hiện tại của BVH thì vẫn là một cái xu thế tăng giá, vẫn là một cái xu thế tăng giá. Và có thể là trong tuần vừa qua thì BVH vẫn dập dình quanh vùng giá 90. Và kết tuần thì đã có đẩy lên vùng giá 92 và cái xu thế của BVH vẫn là một xu thế tăng giá. Tuy nhiên để đầu tư thì chúng ta sẽ không đầu tư bởi vì rõ ràng là ở khi cái nền tảng cổ phiếu ở một cái nền tảng nó ở trên trên một cái vùng như thế này mà chúng ta đầu tư thì nó tiềm ẩn cũng khá rất nhiều các yếu tố về rủi ro cho nên là chúng ta sẽ không tham gia. Còn nếu ví dụ như các anh chị chúng ta muốn đầu tư ít, ví dụ như chúng ta đầu tư 1, 2, 300 cổ phiếu thì được, chứ còn nếu mà với một cái dòng tiền lớn thì chúng ta cũng sẽ không có thể tham gia cổ phiếu này. Vinamilk. Đối với Vinamilk thì chúng ta cũng có thể thấy là trong những bản tin trước thì Hùng có đề cập đến cổ phiếu Vinamilk, đấy là một cổ phiếu mà chúng ta cần phải theo dõi. Tại vì sao? Tại vì khi Vinamilk đã có một cái nhịp hồi ở đây thì bắt đầu khi có những cái tín hiệu này thì Hùng Lê cũng đã có chat với cả chúng ta ở trên room. Thì khi Vinamilk chạm về khoảng vùng giá 135. Đó là một cái vùng kháng cự đúng không ạ? Đó là một vùng kháng cự khá là mạnh. Chúng ta sẽ quan sát. Đây Hùng đã vẽ một cái vòng elip ở đây để chúng ta tiếp tục quan sát Vinamilk, bởi vì khi chúng ta thấy có những cái phiên là dòng tiền sẽ đánh vượt thoát qua vùng giá 135. Đánh vượt thoát qua vùng 135 thì như thế là Vinamilk đã hình thành nên một cái xu thế tăng giá mới. Và có thể nói là cái xu thế tăng giá mới thì đấy là một cái xu thế rất là mạnh. Xu thế rất là mạnh nếu như Vinamilk đánh vượt được vùng giá 135. Và chúng ta thấy rằng dòng tiền thì đang được kích hoạt quay trở lại cổ phiếu này thì với những tín hiệu hiện tại thì Hùng Lê hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng Vinamilk sang tuần tới sẽ đánh vượt thoát vùng 135. Từ cái điểm tì gãy này sẽ đánh vượt thoát về vùng 135 và cái đích đến tiếp theo đấy là khoảng vùng giá 145. Nếu như vùng 135 cổ phiếu này đánh vượt thoát thành công thì chúng ta cùng quan sát tiếp những cái động thái tiếp theo của Vinamilk. Và hiện tại thì chúng ta cũng thấy rằng xu thế tăng giá mạnh của Vinamilk đang được mở ra. Xu thế tăng giá mạnh của Vinamilk đang được mở ra thì các anh chị chúng ta có thể lưu ý Vinamilk. SAB. Đối với SAB thì hiện tại những cái tín hiệu hiện tại đang khá là xấu khi mà SAB chạm về vùng 250 và sau đó bị gãy nền. SAB bị gãy nền 240. SAB bị gãy nền 240 thì khi gãy nền 240 thì đấy là một tín hiệu xấu và chúng ta thấy rằng đường MACD đang đi xuống và ngày càng mở rộng. Tất cả những cái chỉ báo kỹ thuật khác thì cũng đang cho thấy rằng SAB đang xấu. Tuy nhiên hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng nếu nếu chúng ta quan sát trên RSI thì RSI cũng đang chạm về vùng quá bán. Quá bán thì đẹp nhất của
SAB, đấy là SAB sẽ tích lũy lại ở quanh vùng giá 230. Sẽ tích lũy lại ở vùng hai đây, vùng này, vùng 230, và từ cái vùng này thì SAB sẽ tích lũy thành công và vượt thoát đi lên, thì như thế thì nó sẽ là một cái yếu tố rất tốt để hỗ trợ cho thị trường ở trong tuần tới và trong quý 1 năm 2019. VDC. Đối với VDC thì cổ phiếu hàng không thì Hùng Lê đã có 3 cổ phiếu phân tích trong các bản tin phân tích trước cho quý anh chị nhà đầu tư. Và Hùng Lê có đề cập đến VDC là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta cần phải lưu ý, chúng ta cần phải 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 theo dõi. Và trong cái cổ phiếu VDC này thì cái ngày mùng 10 tháng 1 thì Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị mua ở trong phiên ngày mùng 10 tháng 1, và sau đó thì cổ phiếu này đã có những phiên test rung rũ và về lại vùng nền giá 115. Và trong bản tin thứ 6 tuần trước, các anh chị cứ mở xem lại những bản tin thứ 6 tuần trước, tức là bản tin video 44, thì Hùng Lê đã có đề cập đến cổ phiếu VDC. Khi ở nền 115 này, cổ phiếu này tích lũy thành công thì chắc chắn rằng là cổ phiếu này sẽ vượt thoát và tiếp tục đi lên. Bởi vì khi đó Hùng Lê thấy rằng những cái phiên mặc dù cổ phiếu rơi lại, nhưng mà chúng ta thấy rằng có những cái tín hiệu dòng tiền nó bị cạn đi, dòng tiền nó bị cạn đi. Đó, thì đấy là những cái cách mà nhà tạo lập sẽ khi mà chúng ta quan sát những cái mã cổ phiếu mà chúng ta phải rất là tỉnh táo. Thì đối với tín hiệu hiện tại của VDC đã có hai phiên đánh lên rất là mạnh với dòng tiền lớn. Một số các chỉ báo thì chúng ta thấy rằng đường MACD đang hướng lên rất là đẹp, xung lực dòng tiền tốt. Đường RSI đang đi lên, tức là đặc biệt là đường MACD, chúng ta có thể thấy đường MACD đang mở rộng rất là đẹp. Và với những tín hiệu hiện tại thì VDC sẽ chạm về vùng đây, vùng này là vùng 130, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát VDC. Những anh chị nào đã mua được vùng VDC ở vùng giá 115 đến vùng giá 116. Vùng giá 115 đến vùng giá 116 đây. Đây là cái vùng nền mà Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị mua. Thì chúng ta có thể canh để chốt lời VDC ở quanh vùng giá 130. HVN, đối với HVN Hùng sẽ phân tích luôn cổ phiếu ba cái nhóm cổ phiếu ngành hàng không. Đối với HVN thì đây là cái phiên mà Hùng Lê đã chat ở trên room Chiến binh Samurai 01 để khuyến nghị các anh chị của chúng ta có thể mở những cái điểm mua đầu tiên. Thì sau khi mà có những cái điểm mua vị thế rất là tốt ở quanh vùng giá 34.5, quanh vùng giá khi mà cổ phiếu này đẩy qua được cái vùng vùng kháng cự trong ngắn hạn này, thì sau đó thì chúng ta sẽ có thêm những cái điểm mua hai, điểm mua hai, và hiện tại thì là cái điểm mua ba. Cái điểm mua ba thì là điểm mua quanh vùng giá 37. Hùng Lê đánh giá rằng là trong nhịp này thì cổ phiếu này sẽ test lại về vùng giá 37, nó là hợp lý. Đẹp nhất là cổ phiếu này test về vùng 37 và sau đó thì tiếp tục đi lên. Như thế thì nó sẽ là đẹp nhất. Còn nếu mà cổ phiếu mà test mạnh hơn thì có thể là cổ phiếu sẽ test lại về vùng sẽ test lại về vùng 36. Nhưng mà test về vùng 36 thì nó hơi sâu, test về vùng 36 và sau đó thì đi lên. Thì đấy là hai cái kịch bản tiếp theo, và Hùng Lê vẫn hoàn toàn kỳ vọng trong nhịp này thì HVN sẽ đánh về vùng 4x, và cái điểm tiệm cận đầu tiên của HVN sẽ là khoảng vùng 42, 41.5, 41.5 đến vùng 42 thì hoàn toàn có thể kỳ vọng, bởi vì là chúng ta thấy rằng dòng tiền ở giai đoạn hiện tại đối với cổ phiếu HVN đang khá là ok. Một cổ phiếu hàng không nữa đấy là ACV. Đối với ACV thì nó ở trên sàn Com, vì vậy nên là cái biên độ biến động của ACV cũng khá là lớn. Và trong những bản tin trước thì cũng có đề cập đến cái ngưỡng test của cổ phiếu này ở quanh vùng giá 85, và chúng ta quan sát ở vùng giá 85 để chúng ta có thể xem là cái nhịp đi tiếp theo. Thì rõ ràng là trong cái phiên kết tuần thì có lúc là cổ phiếu này đã đẩy về khoảng vùng 88, và sau đó thì kết phiên thì lại rơi lại về vùng 85, tức là nó đã không 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 giữ được cái mức giá cao nhất. Cao nhất thì đối với ACV thì những cái điểm mua đẹp của ACV nó phải nằm ở vùng giá thấp ở dưới này. Vùng giá thấp ở dưới này, đây ở cái vùng nền này cơ. Còn những cái điểm mua ở đằng trên này đấy là những cái điểm mua 2, mua 3.
Thì với ACV thì hiện tại thì chúng ta cũng có thể canh, nếu như mà chúng ta chịu được rủi ro thì chúng ta có thể canh lại quanh vùng giá 83. Quanh quanh canh lại quanh vùng giá 83 thì có thể quan sát tiếp cổ phiếu này ở quanh vùng giá 83, vùng lên đánh giá rằng đây vẫn là một cái nhịp tăng của ACV. Điểm yếu hiện tại của ACV là chúng ta thấy rằng dòng tiền nó đang hơi hơi kém đối với cổ phiếu ACV. Và một cái cổ phiếu mà liên quan đến hàng không nữa, Hùng Lê cũng sẽ nói ở đây luôn, NCT. Mọi người hay bảo là nhạc của tôi. Đối với NCT thì các anh chị có thể xem lại các cái yếu tố cơ bản về cổ phiếu này. Đối với các yếu tố cơ bản cổ phiếu này rất là tốt. Và đặc biệt là cái việc mà cổ phiếu này liên tục chia cổ tức bằng tiền. Các anh chị lưu ý cổ tức bằng tiền rất là cao. Thì hiện tại thì Hùng đang quan sát cổ phiếu này ở quanh vùng giá 65. 65 là một cái nền hỗ trợ cứng và một cái nền hỗ trợ dài của cổ phiếu này ở trong một quãng thời gian từ lúc lên sàn đến bây giờ. Thì trong tuần vừa qua có những lúc cổ phiếu này đã gần chạm về vùng 65. Gần chạm về vùng 65. Thì cũng nên đánh giá rằng với những cái nhịp rung rũ như thế này thì khả năng cổ phiếu này chắc chắn là sẽ chạm về cái vùng nền 65. Thì ở cái vùng nền 65 đó thì chúng ta sẽ quan sát. Với những anh chị nào mà chúng ta xác định đầu tư trung và dài hạn thì đây cũng là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta cần phải quan tâm. Mansan. Mansan thì với Mansan thì chúng ta thấy rằng là Mansan vẫn đang có một cái vận động trong một cái kênh xu thế tăng giá ngắn hạn. Tăng giá ngắn hạn. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là hiện tại thì chúng ta cũng chưa thể thấy được những tín hiệu mạnh, chưa thấy được những tín hiệu mạnh của cổ phiếu. Thì khả năng thì Mansan đang có một cái vùng hỗ trợ ở vùng giá 75. 75 thì đây là cái vùng hỗ trợ trong ngắn hạn của Mansan. Ngắn hạn của Mansan thì có hai kịch bản cho Mansan hiện tại, tức là có thể là từ vùng giá 78 này nếu có một cái lực cầu mạnh, thì có thể đánh lên. Còn nếu không có một cái lực cầu mạnh thì cổ phiếu này sẽ hồi về vùng 75, và từ vùng 75 thì nó sẽ tích lũy và chúng ta sẽ xem. Và mỗi khi chạm thường thường mỗi khi cổ phiếu chạm về nền hỗ trợ thì bao giờ sẽ có một cái nhịp hồi lên. Thì hồi lên thì nó lại chạm cái ngưỡng hỗ trợ trên, cái ngưỡng kháng cự trên thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cổ phiếu Mansan. Tín hiệu hiện tại thì cũng đang bình thường. Chúng ta cùng đi qua nhóm cổ phiếu ngân hàng ACB. Đối với ACB thì vẫn là những tuần mà dòng tiền khá là cạn. Dòng tiền khá là cạn và cái mức độ siết chặt của cổ phiếu này ở quanh vùng giá 29. Quanh vùng giá 29 đang khá là đẹp. Hùng Lê thấy rằng quanh vùng giá 29 đang khá là đẹp. Thì với xu thế hiện tại thì cổ phiếu này vẫn vẫn sẽ tiếp tục thôi, vẫn sẽ tiếp tục lình trình đi ngang ở quanh vùng giá 29. Chưa có những cái tín hiệu mà cho thấy rằng là cổ phiếu này sẽ tăng giá mạnh. Tuy nhiên ở đây thì Hùng đang thấy có những cái dấu hiệu chớm. Chớm là gì? Tức là chớm hình thành nên một cái nhịp tăng thôi. Chớm hình thành, tức là một số các cái chỉ báo kỹ thuật thì đang 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 cho thấy một cái nhịp hình thành một cái xu thế tăng giá của cổ phiếu ACB ở từ vùng nền 29. Từ vùng nền 29 thì khả năng thì vẫn vẫn tiếp tục phải tiếp tục quan sát ACB. Vietcombank. Rõ ràng đối với thị trường của chúng ta thì dòng ngân hàng là một trong những cái dòng mà sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cái việc dẫn dắt thị trường cũng như dẫn dắt dòng tiền. Thì hoàn toàn tương tự như ACB thì Vietcombank cũng đang có một cái nền siết chặt ở quanh vùng giá 55. Quanh vùng giá 55 thì đối với vùng giá 55 cũng là một cái vùng hỗ trợ ngắn hạn của Vietcombank thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng từ cái điểm tì của Vietcombank là vùng giá 55 này thì Vietcombank sẽ có một cái nhịp hồi phục về lại vùng đỉnh cũ, đấy là vùng giá 65. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng dòng tiền là một cái yếu tố đáng đáng lo ngại của Vietcombank ở trong cái giai đoạn hiện tại. Trong cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta sẽ phải cần chờ những cái phiên mà Vietcombank có những cái tín hiệu dòng tiền để đánh đánh mạnh lên,
đánh mạnh lên. Còn trên một cái góc độ nhìn ngắn hạn, trong một góc độ nhìn ngắn hạn thì Vietcombank cũng đang hình thành, đang chớm hình thành một cái xu thế tăng giá từ cái vùng giá 55 đối với Vietcombank. Chúng ta cùng đi qua những cái mã cổ phiếu khác, BID. Đối với BID thì BID đang tích lũy ở quanh một cái vùng biên độ hẹp với thanh khoản gần như về rất là min, chỉ đạt được khoảng tầm 3 triệu cổ phiếu trên một tuần, thì đấy là một cái mức thanh khoản cực kỳ thấp. Tuy nhiên trong tuần trước thì Hùng Lê cũng đã có đề cập đến cho các anh chị ở vùng giá 31.5. Đấy là một cái điểm tì của BID rất là quan trọng, cái điểm tì 31.5 rất là quan trọng, và cái điểm tì này nó sẽ giúp cho cổ phiếu sẽ, một là cổ phiếu sẽ tăng lên rất mạnh, hoặc hai là cổ phiếu sẽ đi xuống. Thì cái điểm tì đó thì hiện tại thì BID đang tì thành công. BID đang tì thành công, có nghĩa là BID đang đóng cửa vùng giá 32.05. Tức là BID đang tì thành công. Và chúng ta cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng là sang tuần tới thì BID sẽ có những phiên đánh thủng vùng này. Đánh thủng cái vùng này từ cái điểm tì này và đánh thủng, bởi vì là Hùng thấy là hiện tại thì dấu hiệu dòng tiền là một trong những cái yếu tố đáng để lo ngại đối với BID. Tuy nhiên là những cái chỉ báo dao động và những cái chỉ báo kỹ thuật khác và những cái chỉ báo về giá thì BID vẫn đang có cái xu thế nghiêng về xu thế tăng giá hơn là xu thế giảm giá. Đối với công thương, CTG chúng ta thấy rằng trong tuần vừa qua CTG đã có những phiên bùng nổ về mặt thanh khoản khối lượng, đặc biệt là sau một loạt, tức là chúng ta có thể nhìn thấy cái trend này là cái trend giảm của công thương, thì trong cái trend giảm này thì chúng ta thấy rằng một cái lượng lớn hàng của công thương bị nhà đầu tư nước ngoài bán ra rất là nhiều. Bán ra rất nhiều, các anh chị cứ để ý và có thể xem lại lịch sử, thì đến ở bên này bên bên kia gọi là đây là con dốc xuống, thì bên kia con dốc thì nhà đầu tư nước ngoài lại đang tăng, lại đang 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 mua lại cổ phiếu này. Thì đấy là những cái yếu tố rất là tích cực, và khi mà cổ phiếu này chạm về vùng nền 18, 18 đúng không ạ, 18 thì cũng là một cái nền hỗ trợ khá là dài hạn của cổ phiếu công thương, nền 18 khá là dài hạn. Thì khi gặp về cái vùng nền này thì dòng tiền đầu cơ đã được kích hoạt lại cổ phiếu này, và khi dòng tiền được kích hoạt lại thì cổ phiếu này đã có một nhịp hồi phục từ vùng 18 đến vùng 20.2. Thì đây là những cái phiên mà xuất hiện dòng tiền thì chúng ta có thể mua, đúng không ạ? Đây, những cái phiên xuất hiện dòng tiền. Đối với hiện tại, đối với công thương thì một số anh chị có hỏi là có nên mua đuổi tiếp không? Thì quan điểm của Hùng Lê là chúng ta sẽ không nên mua đuổi. Sẽ không nên mua đuổi, bởi vì là sau những nhịp tăng mạnh như thế này thì khả năng là cổ phiếu này sẽ rũ về khoảng vùng 19 19.5, 19.5 đến 19.2, thì cái vùng 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 cổ phiếu này sẽ rũ lại, vùng cổ phiếu này sẽ rũ lại ở đây. Vùng cổ phiếu này sẽ rũ lại ở đây 19.5 đến 19 sẽ rũ lại ở đây, và khi rũ lại ở đây thì khi đó thì chúng ta sẽ quan sát. Nếu những cái phiên rũ mà dòng tiền nó bị mất hút, đúng không ạ? Và sau đó thì có những phiên kích hoạt quay trở lại, thì đấy là những cái lúc mà chúng ta sẽ mua. Còn hiện tại thì công thương cũng đã hết qua những cái điểm mua đẹp, phải là những cái điểm mua quanh vùng giá 18 đến 18.5. MBB. Đối với MBB thì sau khi mà về vùng nền 19 thì MBB đã có một cái nhịp hồi rất là đẹp. Thì hiện tại là MBB đã chạm về đúng cái vùng kháng cự mạnh của MBB là quanh vùng giá 21. Khi chạm về vùng kháng cự mạnh này thì khả năng là đấy, chúng ta thấy rằng là khi chạm về vùng kháng cự thì có những phiên là cổ phiếu này đã bị mất mất hút về dòng tiền, thì rõ ràng là khi chạm về những kháng cự này thì cổ phiếu sẽ có những phiên gọi là thả nổi để cho các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ của chúng ta tự giao dịch với nhau. Thì về góc độ phân tích kỹ thuật thì có thể MBB sẽ chỉnh chỉnh nhẹ về MBB sẽ chỉnh nhẹ về sang tuần MBB sẽ chỉnh nhẹ lại về vùng 20 20 20 hoặc là vùng 20.2. Đó, MBB sẽ chạm về vùng này, và từ cái vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát dòng tiền. Thì đối với MBB thì chúng ta cũng sẽ không nên mua đuổi. STB, đối với STB thì Hùng cũng đã chat ở trên room khi mà Hùng thấy rằng STB đang có những cái phiên,
có những cái phiên hồi và có những phiên dòng tiền đã đánh bật vượt qua được cái vùng, đánh bật vượt qua được cái vùng đây, vượt qua được cái vùng 11.8 đến vùng giá 12. Vùng giá 11.8 đến vùng 12 là cái vùng, vùng giá mà đấy là một cái điểm tì của STB. Điểm tì của STB thì với STB hiện tại thì chúng ta nếu mua thì chúng ta cũng có thể mua. Tuy nhiên là những cái điểm mua thì nó đã bị muộn. Còn những điểm mua đẹp phải là điểm mua của phiên ngày 23 tháng 1, thì rõ ràng đến bây giờ là hàng đã về rồi, thì như thế chúng ta hoàn toàn lợi về T cộng và lợi về giá. Đấy là cái điểm tì khi mà cổ phiếu này vượt qua được cái điểm tì ở vùng 11.8, tức là nếu mà chúng ta tham gia ở vùng giá 12, 11.9 đấy, đến vùng đấy thì ít nhất là chúng ta đã lợi về T cộng rồi, tức là khi khi này thì chúng ta đã cổ phiếu đã về đến tài khoản. Và khi sau đó thì những cái điểm mua thăm dò xong thì chúng ta sẽ mở các cái điểm mua 1, điểm mua 2, điểm mua 3. Đó, thì như thế thì nó sẽ rất là an toàn. STB cũng là một cổ phiếu mà chúng ta đáng lưu tâm ở trong cái nhịp này, bởi vì là để đánh dòng ngân hàng lên thì sẽ cần những mã cổ phiếu của ngành ngân hàng dẫn trước. Đấy là ví dụ STB, SHB, đấy là những cái mã cổ phiếu mệnh giá thấp mà sẽ đánh mạnh lên để sau đó thì nó sẽ cuốn dòng tiền lên. Chúng ta cùng phân tích một số các cái mã cổ phiếu về ngân hàng, còn có mã Techcombank. Hùng sẽ phân tích hết những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang 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 theo dõi. Thì đối với Techcombank thì cứ khoảng về đến khoảng vùng giá 25 đến vùng giá 25.2 thì chúng ta có thể tham gia, và về đến khoảng vùng 28 đến 29 thì chúng ta có thể ra hàng. Đối với Tech thì chúng ta sẽ xem ở cái vùng giá 26.5. 26.6. Đây là cái điểm tì. Thì nếu như mà sang tuần cổ phiếu này mà không vượt thoát được cái vùng này thì có thể là vùng này sẽ test lại cái vùng đáy cũ, sẽ test lại vùng đáy cũ. Tuy nhiên là với một cái việc là kỳ vọng cái sự hồi phục chung của nhóm ngành ngân hàng thì chúng ta hoàn toàn có thể là kỳ vọng là trong nhịp này thì Techcombank lại đánh về khoảng vùng giá 28.5 đến vùng giá 29. HD Bank cũng là một mã cổ phiếu. Đây, HD Bank thì có thể là chúng ta đã mua từ rất dài, tức là mua từ từ cái vùng đầu tháng 1. Thì sau đó thì HD Bank đã có những cái phiên đánh rũ lại, và hiện tại thì chúng ta sẽ quan sát HD Bank ở quanh vùng giá 30. Đây là một cái vùng mà cổ phiếu này sẽ có sự phân phân kỳ rất là mạnh để xác định xu thế đi lên tiếp theo của HD Bank, và chúng ta sẽ chờ một phiên có một cây nến xanh để HD Bank đẩy qua vùng giá 30 để chúng ta có thể phân tích một cái nhịp tiếp theo, nhịp đi tiếp theo của HD Bank. Khả năng thì sẽ chạm về vùng, nếu mà đi lên thì cũng sẽ chạm về vùng 32. VP Bank. Đối với VP Bank thì sau khi mà VP Bank chạm cái nền ở đây là nền giá 19, và sau đó thì VP Bank đã có một cái hai phiên đẩy đẩy mạnh lên qua vùng giá 19, thì đây là những cái điểm mà chúng ta bắt cổ phiếu này, với việc là chúng ta bắt để chúng ta có thể đánh T cộng, chúng ta có thể đánh T cộng, và với những tín hiệu tạo của VP Bank thì chúng ta sẽ chờ thêm những phiên ở VP Bank có một cái mức tăng giá mạnh, và khối lượng của VPBank sẽ đạt được khối lượng phải đạt được từ 3 đến 4 triệu cổ phiếu, thì đấy là những cái phiên mà sẽ xác nhận rằng cổ phiếu này sẽ tiếp tục một cái trend xu thế tăng giá mới. Chúng ta cùng đi qua một số các mã cổ phiếu SSI. Đối với SSI thì có thể đây sẽ là những cái điểm mua sớm. Tuy nhiên những điểm mua này thì Hùng cũng không đánh giá là tích cực, bởi vì như thế nó cũng khá là rủi ro khi mà SSI cái dòng tiền thì thực sự đang đang thực sự yếu, và cái xu thế thì nó cũng chưa chưa thực sự là đủ mạnh, chưa thực sự là đủ mạnh. Tuy nhiên là nếu mà nhìn trên tín hiệu ngắn hạn thì cũng có thể là SSI đang đang có một điểm mua sớm, đang có một điểm mua sớm ở quanh vùng giá 26.
Canada đang có một điểm mua sớm ở quanh vùng giá 26, và cái vùng giá 26 cũng là một cái vùng hỗ trợ trong ngắn hạn. Ok, vùng giá 26 là vùng hỗ trợ trong ngắn hạn, thì chúng ta sẽ quan sát tiếp SSI ở trong những phiên thứ hai và phiên thứ ba, chúng ta sẽ quan sát xem dòng tiền. Tuy nhiên là cái việc mà SSI ở trong cái nhịp này thì khi mà chạm về vùng 27 thì đấy là vùng cản trên của SSI, thì khả năng cao thì là khi gặp những cái vùng kháng cự như thế thì cổ phiếu sẽ dội lại, và cái mức đầu tư của chúng ta cũng không quá là tốt. Hoàn toàn tương tự thì HCM cũng như thế, HCM cũng đang có một cái nhịp hồi, đang có một cái lực hồi. Tuy nhiên là cái lực hồi này thì nó cũng chưa thực sự là mạnh, và khi lực hồi này thì chạm về vùng 448 49 thì 48 49 thì cổ phiếu này lại lại có một cái lực lực rơi lại. Tuy nhiên đối với HCM thì các anh chị cũng có thể quan sát cho Hùng Lê quanh vùng giá 45. Khả năng cổ phiếu này sẽ test nhẹ về vùng 45 và từ đây sẽ tì lên để tiếp tục một nhịp đánh lên. Và cái nhịp hồi này có được dài hay không thì chúng ta sẽ quan sát tiếp, nhưng mà cơ bản thì dòng tiền cũng đã khá là ok đối với HCM. Hùng sẽ nói thêm một cổ phiếu nữa, đấy là cổ phiếu HPG. Đối với HPG thì một số các anh chị cũng có chat có hỏi ở trong team thì chúng ta có mua được HPG hay không. Thì hiện tại đối với HPG thì nó đang có mô hình thành một cái nền tích lũy ở từ vùng giá 28.8 đến vùng giá 30. Và cái nền tích lũy này thì khá là cạn về thanh khoản, các anh chị cũng thể thấy. Và khi mà tì về cái vùng giá khoảng vùng giá 30.2, khi tì về cái vùng giá 30.2 thì lại chạm vào cái ngưỡng cản trên, thì đây là một cái điểm tì của HPG. Thì cũng có khuyến nghị các anh chị là chúng ta sẽ quan sát quanh vùng giá 30 để chúng ta có thể nhận diện được cái xu thế đi lên tiếp theo của cổ phiếu này hay không. Thì khả năng cao thì sang tuần tới thì cổ phiếu này vẫn tích lũy hẹp ở trong một cái nền biên độ hẹp trước khi mà có những cái dấu hiệu dòng tiền được kích hoạt. Còn cái việc là cổ phiếu này tăng giá hay giảm giá thì chúng ta sẽ phải quan sát các cái tín hiệu tiếp theo. Và khi cái nền nền tích lũy này bị gãy thì cổ phiếu này sẽ về ở vùng giá khá khá là thấp. Hùng sẽ chờ ở vùng giá 25. Nếu cái nền 28.8 này bị gãy thì cổ phiếu này sẽ về ở vùng giá 25. Ok, trên đây thì chúng ta cũng đã phân tích một số các cái mã cổ phiếu khá là cơ bản dẫn dắt thị trường, tại vì là bản tin của chúng ta hiện tại đến bây giờ đã là 47 phút, gần 50 phút rồi. Thì Hùng Lê sẽ dành thời gian để phân tích sâu hơn một số các cái mã cổ phiếu mà chúng ta đã khuyến nghị ở trên Zoom. Còn những anh chị nào chúng ta cần phân tích hoặc là cần có một cái góc nhìn tư vấn về các mã cổ phiếu thì các anh chị có thể chat với Hùng Lê qua Zalo số điện thoại 0968 279 555, hoặc là tham gia nhóm Chiến binh Samurai 01 để cùng tương tác với tất cả các anh chị đang tham gia đầu tư chứng khoán. Và trong nhóm này thì cũng có những tài khoản là hiện tại Hùng Lê đang quản lý, và cũng có những tài khoản thì các anh chị đang mở ở những công ty chứng khoán khác. Thì thường những cái tài khoản mà Hùng Lê đang quản lý thì Hùng Lê sẽ có những cái chat riêng, bởi vì rõ ràng một điều là những cái tài khoản mà Hùng Lê đang quản lý thì rõ ràng là nó sẽ có những cái yếu tố nó sẽ sát sao hơn. Còn ở trên nhóm Chiến binh Samurai 1 thì Hùng Lê chỉ nêu những cái nó chung 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 nhất, và sau đó thì các anh chị từ những cái chung đó thì các anh chị có thể là vận dụng những kiến thức của mình để có thể đưa vào những cái quyết định mua bán của mình. Thì đấy là những cái mà Hùng Lê lưu ý. Phần thứ ba thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu mà chúng ta đã khuyến nghị trên Zoom. Thì trước khi mà chúng ta đi đi phân tích thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại tổng quan lại chỉ số VN Index của chúng ta. Thì về cơ bản thì Hùng Lê đánh giá rằng thị trường của chúng ta đang có một cái nền tích lũy rất là hẹp ở quanh cái vùng 910. Thì điều này cũng rất là dễ hiểu. Thứ nhất là thị trường của chúng ta tiệm cận Tết, thì tất cả quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta cũng đang lo một cái Tết, thì có thể là tạm gác
cái công việc đầu tư. Cái thứ hai nữa là tâm lý nhà đầu tư, thì hiện tại là tâm lý nhà đầu tư đang ở một cái trạng thái hết sức là do dự. Tức là những anh chị nào của chúng ta bị kẹp hàng thì chúng ta đang đứng im để theo dõi thị trường, là thị trường có hồi không để chúng ta bán ra. Những anh chị đang cầm tiền mặt thì chúng ta cũng đang mở những cái điểm mua rất là nhẹ, dè chừng, hoặc một cái điểm mua để mang tính chất là chúng ta mua để chúng ta đỡ nhớ nghề. Dòng tiền của nhà tạo lập, Hùng Lê đánh giá rằng dòng tiền của nhà tạo lập cực kỳ quan trọng, và nhà tạo lập chính là những người mà sẽ dẫn dắt và sẽ lái thị trường đi đâu và về đâu, thì sẽ cần rất lớn đến cái dòng tiền của nhà tạo lập. Thì có một điều rất là vui, đấy là dòng tiền của nhà tạo lập đã kích hoạt vào cổ phiếu của ngành ngân hàng vào phiên sáng thứ hai tuần 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 vừa qua. Đấy, thứ hai tuần, tức là mở cửa phiên giao dịch, thì dòng tiền đầu cơ đã được kích hoạt vào nhóm ngành cổ phiếu ngân hàng. Và sau đó thì Hùng Lê quan sát tiếp theo, đấy là khi mà cái dòng tiền T3 về thì là cổ phiếu ngân hàng của chúng ta giảm giá không đáng kể, tức là có một số giữ giá, một số tăng giá và một số giảm giá không đáng kể, thì đấy là một trong những cái tín hiệu khá là tích cực và khá là đáng mừng. Và chúng ta cũng đi phân tích, lúc nãy chúng ta cũng đã đi phân tích những mã cổ phiếu trụ của dòng dòng tiền và nhóm ngành ngân hàng, dòng dầu khí, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng sang tuần tới Vinhome sẽ chỉnh nhẹ và tiếp tục tăng giá, GAT cũng tiếp tục tăng giá, PLX tiếp tục tăng giá, BVH và một số các mã cổ phiếu trụ như là Vinamilk sẽ vượt thoát thành công ở vùng giá 135. VGC sẽ tiếp tục một cái nhịp hồi rất là tốt, và một số các cái mã cổ phiếu ngân hàng và một số các cái mã cổ phiếu về dòng chứng khoán đã được dòng tiền đã được kích hoạt như là SSI ở quanh vùng giá 26. Đó. Thế thì nhìn ở trên một cái góc độ biểu đồ, đây là biểu đồ ngày của VN-Index, thì chúng ta thấy rằng là VN-Index đang tiệm cận về vùng 910. Thì vùng 910 đến vùng 925, đấy là một cái vùng tâm lý, đấy là một cái vùng tâm lý, và chúng ta sẽ quan sát tiếp dòng tiền ở trong tuần tới. Và chúng ta chỉ cần một phiên và VN-Index của chúng ta bùng nổ với volume của chúng ta đạt khoảng tầm từ 150 triệu đến 180 triệu cổ phiếu. Chúng ta phải loại trừ đi cái khớp lệnh thỏa thuận, thì như thế và giá và VN-Index của chúng ta đẩy được qua vùng 915. Đẩy được qua vùng 915 thì như thế là chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng một cái nhịp hồi tiếp theo của VN-Index của chúng ta. Đấy là sau khi chúng ta nghỉ Tết Nguyên Đán ra, đúng không ạ? Thì VN-Index của chúng ta sẽ có một cái nhịp hồi tiệm cận lại về vùng 960, 950 đến 960. Đó, thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng một cái nhịp chúng ta sẽ từ đây, thì mà để hồi được như thế thì chúng ta cũng sẽ cần những cái mã cổ phiếu như Hùng Lê đã phân tích, như là SAB, như là VIX, thì tiếp tục giữ được nhịp, vân vân và vân vân. Còn nhìn ở trên 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 xu thế hiện tại, thì Hùng Lê đang thấy rằng là những tín hiệu hiện tại đang khá là tốt, khi đường MACD đang hướng lên. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng cái vùng 910 này cũng là một cái vùng vùng khó đối với VN-Index, tức là khi chạm đến đây thì cổ phiếu thì thị trường chung thường là nó sẽ có những cái phiên lình xình, thì rõ ràng là trong tuần vừa qua nó đã lình xình rồi, thì sang tuần tới nếu nó muốn nó không lình xình thì cần một cái dòng tiền của nhà tạo lập, thì chúng ta sẽ chờ ở phiên thứ hai hoặc phiên thứ ba, chờ một cái dòng tiền bùng nổ để kích hoạt trở lại nhóm ngành cổ phiếu ngân hàng, các cái cổ phiếu trụ của ngành ngân hàng, ví dụ như công thương, ví dụ như BIDV, ví dụ như Vietcombank, và sau đó thì một số các cái mã cổ phiếu trụ khác để lan tỏa dòng tiền. Còn đối với chỉ số HNX Index thì nó cũng hoàn toàn tương tự như VN Index, là đã có một tuần khá là lình xình, khá là đi ngang. Tuy nhiên đối với HNX Index thì chúng ta có một cái ngưỡng hỗ trợ cứng của HNX Index, đấy là vùng 100, thì vùng hiện tại thì vùng 100 của chỉ số này vẫn đang được giữ vững, và chỉ số vẫn đang đi đi ở trong một cái biên độ hẹp, và chúng ta sẽ chờ những cái phiên đánh mạnh về chỉ số để chỉ số này vượt thoát cái kênh kênh cản trên ở đây, tức là nó khoảng vượt thoát khoảng vùng giá 105. Vùng giá 104 đến 105 thì đấy là
104. Thì đấy là những cái vùng mà những cái vùng cản, những cái vùng tâm lý để từ cái vùng này thì sẽ hình thành nên một cái xu thế tăng giá tiếp theo của HNX Index. Còn nếu nếu trên trên biểu đồ VN30 F1M thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là hiện tại thì cái xu thế tăng giá vẫn đang thắng, xu thế tăng giá vẫn đang thắng khi mà những cái tín hiệu tại của đường MACD và đường xung lực dòng tiền cũng như một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì đang cho thấy rằng chỉ số này đang đang tăng lên, đang tăng. Tuy nhiên là khi tăng thì khi mà chạm về cái vùng 880, 880, 880 thì chỉ số này có khả năng là sẽ điều chỉnh giảm xuống. Thì với những anh chị chúng ta đang đánh phái sinh thì chúng ta có thể xem là sang tuần thứ hai tuần tới ở vùng giá 860. 860 là một cái điểm tì, 860 là một cái điểm tì gãy của VN30 F1M, thì chúng ta sẽ quan sát ở quanh quanh vùng này để chúng ta có thể long hoặc là short. Thì hiện tại thì khả năng là tăng, cái xu thế chủ đạo vẫn là xu thế tăng, bởi vì thị trường khi những cái mã chỉ số trong những cái mã chỉ số VN30, nhóm ngành ngân hàng và thị trường chung thì khả năng là tuần tới thì cũng đánh giá rằng là thị trường sẽ đi vào một cái vùng sẽ tăng và đi vào một cái vùng gọi là cái vùng 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 cản khó, vùng cản khó, tức là khi gặp cái vùng đó thì thị trường nó phải có những cái dòng tiền của nhà đầu cơ kích hoạt mạnh lên thì nó mới bứt qua được, còn nếu không thì nó vẫn cứ lình trình đi ngang như thế. Thì đấy gọi là vùng cản khó, bởi vì một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì nó đã nằm ở vùng quá mua. Một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì nó nằm ở vùng quá mua, và khi nó nằm ở vùng quá mua thì đương nhiên là khi gặp vùng quá mua thì thị trường nó sẽ có những cái dấu hiệu lình xình, và nó chỉ có những cái dòng tiền lớn, dòng tiền của nhà tạo lập thì mới kích hoạt và nó mới bật qua được cái vùng quá mua đó. Phần thứ ba đúng không ạ? Phần thứ ba thì chúng ta sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu đã đề cập ở trên Zoom. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi mã cổ phiếu SGS. Đối với SGS thì trong giai đoạn vừa qua dòng tiền được kích hoạt rất là mạnh vào cổ phiếu này, và những cái điểm mua đẹp nhất của SGS đấy là ở ở những cái vùng điểm mua đẹp nhất của SGS đấy là ở vùng giá 16. Đấy là điểm mua một khi mà SGS đã đánh vượt thoát thành công cái ngưỡng cái vùng 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 tích lũy và xuất hiện những cái dòng tiền lớn, và sau đó cái cổ phiếu này đã có một nhịp rũ. Thì cái nhịp rũ này rất là đẹp, nhịp rũ này cực kỳ đẹp khi mà nhịp rũ này đã gần như là rũ hết những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ ở đây, và sau đó thì SCS đã đánh một cái nhịp lên. Đối với SCS hiện tại thì những điểm mua của chúng ta sẽ không còn, bởi vì rõ ràng là bây giờ một số anh chị Hùng Lê đã chat và các anh chị đã mua được SCS rồi. Thì chúng ta sẽ canh để chốt, còn những cái điểm mua hiện tại của SCS thì chúng ta sẽ không còn nữa, và SCS thì chúng ta sẽ ra dần ở vùng 24. Trong nhịp này thì khả năng SCS sẽ đánh 24, nhưng mà cũng không loại trừ khả năng sẽ không loại trừ khả năng khi một dòng tiền lớn được kích hoạt như thế này thì khả năng cổ phiếu này sẽ đánh mạnh hơn là sẽ đánh về vùng 26 cơ. Sẽ đánh về vùng 26 thì chúng ta sẽ quan sát ở vùng 24 và ở vùng 26. Nếu như ở vùng 24 cổ phiếu gặp khó thì chúng ta có thể ra ở vùng 24. Còn nếu mà ở vùng 24 cổ phiếu này nhẹ nhàng vượt qua thì chúng ta có thể ra ở vùng 26. Thì đối với SCS là một cổ phiếu rất là mạnh. Cổ phiếu thứ hai đấy là cổ phiếu VCG. VCG. Đối với VCG khi mà VCG chạm về vùng 22, sau một nhịp tăng về vùng 26 thì VCG đã chạm về vùng 22, và đây là những cái phiên Hùng Lê thấy rằng cổ phiếu này đang có những cái xu thế đảo đảo chiều tăng tăng trở lại. Khi có những xu thế đảo chiều tăng trở lại thì ở vùng giá 22.9, 22.9 khi chạm về nền 22.9 thì Hùng Lê đã có khuyến nghị các anh chị bắt ở trong phiên này, bắt ở vùng 22.9 đến vùng 23. Một số anh chị đã mua được, và hiện tại thì là T0, T1, T2, và sang tuần thì thứ hai thì cổ phiếu này sẽ về tài khoản. Như thế là chúng ta cũng sẽ rất là an toàn.
sẽ rất là an toàn, và chúng ta sẽ cùng quan sát VCG ở quanh vùng giá 26. Khả năng thì trong nhịp này thì sẽ đánh vượt về vùng 26 đến vùng 27, thì đây cũng là khi tiệm cận về cái vùng đỉnh cũ ở trong ngắn hạn này, thì chắc chắn cổ phiếu sẽ điều chỉnh, nhưng mà chúng ta cũng không loại trừ là trong nhịp này thì cổ phiếu này không vượt về được đến vùng 26, thì chúng ta sẽ quan sát ở phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới để chúng ta có thể chủ động để canh chốt đối với mã cổ phiếu này, VCG. Thêm một mã cổ phiếu thứ ba nữa, đấy là VGC. Đối với VGC thì đây phiên ngày 15 tháng 1 thì Hùng đã chat ở trên Zoom. Khi mà Hùng Lê thấy có những cái tín hiệu khá là đẹp của mã cổ phiếu này, chúng ta sẽ thử xem là khá là đẹp, thì trong trong nhịp đánh này những điểm mua thì vẫn còn cho các anh chị chúng ta đến sau, vẫn còn đấy, là chúng ta có thể canh lại. Nếu đúng về kỹ thuật thì cổ phiếu này sẽ đánh đánh thủng lại về khoảng vùng giá 18 18.9 đây. Từ vùng 18.9 này thì chúng ta sẽ chờ những phiên có dòng tiền mạnh, dòng tiền lớn, dòng tiền mạnh được kích hoạt để mã cổ phiếu này có thể tiếp tục hình thành một cái nhịp trend tăng giá. Chúng ta cùng tiếp tục cổ phiếu DIG. Đối với DIG đối với DIG thì sau khi có những phiên tăng, có những phiên dòng tiền được kích hoạt thì cổ phiếu này lại rũ, thì rũ lại thì rũ ở đâu? Đấy là vùng 15.5. Các anh chị quan sát giúp Hùng Lê DG vùng 15.5, khả năng thì cổ phiếu này sẽ rũ về 15.5, và chúng ta sẽ quan sát ở vùng 15.5 khi cổ phiếu này có một nền tích lũy ở vùng 15.5, có những dòng tiền kích hoạt trở lại thì đấy là những cái điểm mua rất là đẹp cho chúng ta. CTI đối với CTI đúng không ạ? Đối với CTI thì khi CTI đây đây là những cái thời điểm mà Hùng Lê đã chat ở trên room đối với cổ phiếu CTI, các anh chị có thể xem lại. Thì khi CTI đã có một cái phiên đánh lên và vượt thoát được cái nền ở đây là khoảng nền giá 24.5, thì đấy là những cái điểm mua đầu tiên của cổ phiếu CTI rất là đẹp khi mà dòng tiền đã được kích hoạt. Và đây là những cái điểm mua hai khi mà cổ phiếu này đã rũ và cổ phiếu này đã rũ và cổ phiếu này đã tiếp tục tích lũy quay trở lại, thì đấy là vùng 25 sẽ là những cái điểm mua hai. Và với những cái điểm với cái cách vận động của cổ phiếu CTI như hiện tại thì chúng ta thấy rằng là khả năng cao thì CTI sẽ tiếp tục đánh và nhịp này sẽ đánh vượt thoát lên. Thì hiện tại là dòng tiền đang khá là yếu, chúng ta sẽ chờ những phiên dòng tiền mạnh để đánh đánh vượt thoát lên. Ý đồ của nhà tạo lập thì nhà tạo lập sẽ đánh vượt thoát qua vùng 27. Sẽ đánh vượt thoát qua vùng 27 để tiệm cận về cái vùng đỉnh cũ của CTI, đấy là khoảng vùng giá 30. Thì đối với CTI cũng là một mã cổ phiếu rất là tuyệt vời trong cái nhịp đầu tư vừa qua. VRE Hùng đã phân tích rồi, FCN. Đối với FCN thì nó cũng FCN thì nó đánh khá là khó chịu khi mà ở cái vùng nền đây, ở cái vùng nền 15 này. Ở vùng nền 15 là một cái vùng nền tỳ gãy của cổ phiếu này, thì sau một cái vùng tích lũy đẹp thì cổ phiếu này đánh lên. Và đánh lên thì chạm về chưa chưa chạm được về vùng 17 thì cổ phiếu này đã có một nhịp rơi. Nhịp rơi thì những cái tín hiệu hiện tại của FCN thì chúng ta thấy rằng FCN lại đang có dòng tiền lại đang được kích hoạt quay trở lại đối với mã cổ phiếu này, thì chúng ta với những anh chị nào mà đã mua nền giá 15 này mà bị gãy mà chúng ta chưa kịp thoát hàng thì chúng ta có thể quan sát lại ở quanh vùng giá 14. Quanh vùng giá 14, 14 thì chúng ta có thể dùng cái phương pháp chém cá ở tiến thớt, thì Hùng Lê đã neo ở cái ghi chú này đúng không ạ? Cái phương pháp mà chém cá ở tiến thớt ấy, thì chúng ta có thể có một cái cách mua để giúp cho chúng ta có thể là giảm được cái giá vốn mà
chúng ta tận dụng được các cái nhịp hồi của cổ phiếu, tức là chúng ta có sẵn hàng ở trong 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 tài khoản rồi, thì chúng ta thậm chí chúng ta có thể đánh T0 luôn, tức là chúng ta mua đầu phiên và chúng ta bán cuối phiên. Nếu đầu phiên chúng ta mua được vùng giá thấp và trong phiên chúng ta hồi lên thì chúng ta sẵn sàng bán cái phần cổ phiếu hoặc là một nửa cái cổ phiếu mà chúng ta đã có sẵn ở trong phiên. Thì đấy là cái cách mà để chúng ta giảm cái giá vốn, mà các anh chị cũng cắt lỗ thì các anh chị thường là các anh chị sẽ khó làm cái việc đó, nhưng mà giảm giá vốn bằng cái phương pháp chém cá ở trên thớt như Hùng Lê có phân tích và hướng dẫn quý anh chị thì gần như tất cả những anh chị nào chúng ta cũng thể làm được, và quan sát các cái nhịp hồi để chúng ta làm thì như thế thì nó sẽ rất là ok. HCD và Đạt Phương. Đối với HCD thì hiện tại thì cổ phiếu này vẫn HCD à không, HCD là một cổ phiếu đầu cơ, lại đánh nhầm sang cổ phiếu HCD. Ô hay nhỉ. Ở đây HCD đang có vùng giá 5. Ok, anh chị nào mà yêu thích cổ phiếu đầu cơ, ô rất đẹp, vùng giá 5 cứ mua đi thôi. Vùng giá 5 thì cứ đặt mua thôi, chờ một ngày đẹp trời em ấy tỉnh giấc thì cũng sẽ có nhiều niềm vui đối với cổ phiếu HCD. HDC. Đối với HDC hiện tại thì vẫn đang lình xình ở quanh vùng 14, khả năng thì vẫn lình xình ở quanh vùng 14 thôi, chưa có những cái tín hiệu mạnh để tiếp tục có xu thế tăng giá tiếp theo. Đạt Phương DPG. Đối với DPG sau khi chạm được về vùng một cái mức sinh lời khoảng 25% thì cổ phiếu này đã có một cái nhịp chốt lời mạnh. Các anh chị có thể thấy rằng nhịp chốt lời rất là mạnh. Thì với một cái lực chốt lời mạnh như thế này thì cổ phiếu này khả năng là sẽ về lại vùng này, vùng 35. Ta sẽ quan sát lại tiếp cổ phiếu này ở vùng 35. Ngân hàng và chứng khoán thì HD Bank Hùng đã phân tích rồi. Techcombank đã phân tích rồi, STB phân tích rồi, VPBank phân tích rồi, Công Thương rồi, SSI phân tích rồi. Chúng ta cùng quay lại lại một SSI một tí. Hiện tại thì chúng ta thấy rằng SSI ở vùng nền 26, vùng nền 26 là một cái vùng hỗ trợ khá là tốt và tích cực của SSI. Và chúng ta sẽ cùng chờ dòng tiền kích hoạt lại của cổ phiếu SSI ở vùng nền 26, và nếu như thanh khoản của chúng ta tiếp tục được duy trì thì thanh khoản của chúng ta đây được tiếp tục được duy trì, chúng ta thấy rằng cái lực cầu ngày càng tăng lên thì đấy là một thì SLI chúng ta có thể tham gia để đánh SLI quanh vùng giá 26. Ba cổ phiếu hàng không HVN, ACV, VDC và NCT Hùng Lê cũng đã phân tích rồi. Một số các mã cổ phiếu khác, Phú Tài, PTB. PTB cũng là một mã cổ phiếu rất là yêu thích của Hùng Lê, bởi vì đối với mã cổ phiếu này thì đánh nó cũng khá là dễ chịu. Khá là dễ chịu khi mà mã cổ phiếu này có được những cái nhịp hình thành ở vùng đáy, vùng đáy và sau đó thì có một cái nhịp hồi đây. Những cái nhịp lình xình ở quanh quanh đáy và sau đó có những nhịp hồi rất là đẹp, thì những tín hiệu tại của Phú Tài, những tín hiệu của Phú Tài thì Hùng Lê thấy rằng đang khá là ok khi mà những cái chỉ báo kỹ thuật đang cho thấy cổ phiếu này sẽ tăng giá. Và điểm mua thì với anh chị chúng ta đã bị chậm mất cái điểm mua đẹp của cổ phiếu Phú Tài đấy là phiên thứ 6 tuần trước. Chúng ta có thể canh lại ở vùng giá 60, 59.5, xin lỗi. Có thể canh lại ở Phú Tài ở vùng 59.5, thì đối với anh chị mà chúng ta yêu thích cổ phiếu này thì chúng ta có thể canh lại ở vùng này, và cùng đánh giá rằng trong nhịp này thì Phú Tài sẽ có một cái nhịp hình thành từ vùng 58 và sẽ chạm về cản trên ở đấy, nó rơi vào khoảng tầm vùng giá 63 đối với Phú Tài. Thì đối với mã cổ phiếu này cũng là một mã cổ phiếu rất là yêu thích của Hùng Lê. VRC thì cũng đã chat ở trên room rồi. Đối với VRC thì cũng có khuyến nghị các anh chị là chúng ta sẽ quan sát lực cầu quanh vùng giá 17. Mà anh chị lưu ý Hùng Lê là VRC sẽ quan sát lực cầu quanh vùng giá 17. Và hiện tại thì VRC cũng đang có một nhịp hình thành tích lũy hộp divat khá đẹp ở đây 17 và 16.
Và chúng ta cùng chờ chờ lực cầu ở quanh vùng giá 17 như thế nào. Thì hiện tại là cầu ở tích lũy vùng đáy ở vùng cầu thì đang khá là đẹp rồi. Thì chúng ta sẽ cùng chờ, và khi cổ phiếu này mà vươn mình thức giấc thì đây cũng là một cái mã cổ phiếu rất là đẹp. Nhà anh chị hết sức lưu ý vùng mã cổ phiếu này. PC1. Đối với PC1 thì đang hình thành những cái trend đi, nó rất là chậm thôi, nhưng mà những cái trend đi này như thế này nó cũng sẽ rất là chắc. Tức là khi có những cái nhịp đánh lên, và đây các anh chị cũng thấy rằng là Hùng Lê đã phân tích rồi, khi những cái nhịp thanh khoản như thế này thì nhà tạo lập sẽ có một vài phiên là đánh dẫn lại lên. Và sau đó thì sau những phiên đánh dẫn thì lại rũ tiếp và đánh dẫn lên, thì khả năng là tín hiệu hiện tại thì đây, từ đây thì PC1 sẽ tiếp tục có một nhịp hình thành đi lên. Thì đối với những anh chị nào đang nắm giữ mã PC1 thì chúng ta có thể, thứ nhất là có thể khi chúng ta chạm vào những cái ngưỡng giới thì chúng ta có thể gia tăng tỷ trọng và để chúng ta đảo hàng, thì đấy là một cái cách rất là hay. HPG phân tích rồi, Dược Hậu Giang, ok, Dược Hậu Giang, DHG. Đối với DHG thì khi DHG đã hình thành thành công ở một cái nhịp test đáy ở vùng giá 75, thì hiện tại khi DHG chạm về vùng 85, đây vùng 85 là một cái vùng vùng cản cũng khá là dày của cổ phiếu này. Thì khi chạm về vùng này thì cổ phiếu sẽ cần thời gian để tích lũy và hấp thụ hết cái lượng hàng ở đây, hấp thụ hết cái lượng hàng ở đây, thì chúng ta sẽ cùng chờ cho cổ phiếu này tích lũy lình xình ở quanh đây và có những cái phiên đánh vượt thoát vùng 85. Tuy nhiên là với cổ phiếu này thì Hùng cũng đánh giá rằng là nếu mà từ vùng 85 mà chúng ta mua thì như thế thì cũng 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 cái nhịp nhịp tăng nó không còn được bao nhiêu nữa, mà cái độ mức độ rủi ro thì nó lại tăng lên. Còn trên phương diện kỹ thuật thì khi chạm về vùng này là vùng khó của cổ phiếu DHG, thì khi chạm về vùng khó thì thường cổ phiếu này sẽ rũ lại, và để rũ lại đẹp nhất thì sẽ rũ lại khoảng về vùng đây, vùng bao nhiêu nhỉ? Chị chờ một tí, khoảng vùng giá 79, vùng giá 80. Đó, rũ đẹp nhất thì rũ về vùng 80 và sau đó hình thành một cái nhịp tăng, thì cái nhịp này nếu mà rũ được như thế này thì đây cái nhịp sau thì mới là cái nhịp đáng để chúng ta đầu tư. Chứ còn nếu mà bây giờ chúng ta khi mà cổ phiếu này có những cái nhịp break giả mà đánh vượt thoát lên mà chúng ta tham gia vào thì chúng ta sẽ rất là dễ chết. Vinamilk Hùng đã phân tích rồi. Z. Đối với Z Hùng đã chat ở trên về bản chất thì Z cũng là một cái cổ phiếu blue chip. Tuy nhiên trong một năm vừa qua thì cổ phiếu Z cũng tăng tăng giảm cũng cũng tức là không có những cái nhịp đánh dài. Không có nhịp đánh dài. Tuy nhiên ở một cái nhịp đánh ngắn của Z thì đã xuất hiện khi mà đây. Đây đây chính là những cái phiên mua của Z rất là đẹp. Phiên mua của Z khi mà Z đánh vượt thoát, và những cái điểm mua đầu tiên của Z đấy là khoảng ở vùng giá 31.5. Những cái điểm mua mua ở vùng 31.5 khi mà Z đã có những cái vùng vượt thoát ở đây. Và hiện tại thì Z đang gặp cản ở khoảng vùng giá 33. Ở vùng giá 33 thì đương nhiên khi cổ phiếu gặp về vùng này thì cổ phiếu sẽ phải cần có một cái lực cầu mạnh để có thể đánh tích lũy và đánh vượt thoát, thì khả năng cao thì Z sẽ có một tuần tích lũy lại ở quanh nền giá 33 trước khi mà có những cái tín hiệu tiếp theo. Và cái việc song trùng với cái nhịp hồi của thị trường thì Hùng đánh giá khả năng cao nghiêng về kịch bản là Z sẽ tích lũy thành công ở vùng giá 33 và tiếp tục đẩy lên, đẩy đánh lên để nó song trùng với nhịp tăng của VN Index. SBT, đối với SBT Hùng đã chat ở trên Zoom. SBT thì chúng ta sẽ quan sát ở quanh vùng giá 20. Đối với SBT thì chúng ta sẽ quan sát ở quanh vùng giá 20, bởi vì hiện hiện tại thì SBT cũng đã hình thành một cái đường kênh xu thế tăng giá cũng khá là tốt. Khá là tốt, tuy nhiên là chúng ta sẽ cần phải chờ dòng tiền kích hoạt tiếp. Dòng tiền kích hoạt tiếp lại về cổ phiếu này, và chúng ta sẽ quan sát ở vùng giá 20, thì khả năng đây là từ cái vùng giá 20 thì cổ phiếu này sẽ tiếp tục đánh lên và cổ phiếu này sẽ gặp cản khó ở vùng 21, còn khi cổ phiếu bay qua ở vùng 21 thì nó sẽ đi rất là nhẹ nhàng rồi.
Cũng có thể là cổ phiếu này sẽ test về vùng 19.5, thì các anh chị lưu ý cho Hùng một cái khoảng của cổ phiếu này đó, từ từ 20 đến vùng 19.5. Cũng có thể là như thế, cũng có thể như thế, thì tại vùng này thì cổ phiếu nó sẽ tích lũy và sẽ có những cái biến thể tiếp theo, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát. NT2 và PPC. Đối với NT2 thì NT2 thì chúng ta thấy rằng là NT2 đã có một nhịp đánh rất là mạnh, một nhịp đánh rất là mạnh, nó gần giống như là cổ phiếu SCS. Thì đối với NT2 hiện tại thì chúng ta sẽ không còn những cái điểm mua nữa rồi, những cái điểm mua đẹp thì nó đã đi qua. Những cái điểm mua đẹp đấy là những cái điểm mua đây, những cái điểm mua mà quanh cái vùng giá 25, những cái điểm mua tỷ đẹp quanh vùng giá 25 đến vùng giá 25.5, 25.3. Đấy là những cái điểm mua tỷ rất là đẹp khi mà cổ phiếu này đã có một cái dòng tiền và đã vượt thoát thành công, đã vượt thoát thành công toàn bộ, gần như thành công toàn bộ cái nền ở trước đó. Và cái điểm mua điểm mua thứ hai đấy là cái điểm mua rung rũ ở quanh vùng giá 28 quanh vùng giá 28, khi mà cổ phiếu này rũ về vùng giá 28. Còn đối với hiện tại thì cổ phiếu này sẽ tiếp tục tăng giá, và cái việc là cổ phiếu này sẽ tăng đến đâu, cổ phiếu này sẽ tăng đến đâu thì để Hùng sẽ thử xem thử là chúng ta sẽ đo sóng xem là cổ phiếu này nó sẽ tăng được đến đâu. Cổ phiếu này cũng đang rất là mạnh, rất là mạnh. Tuy nhiên là cái việc mà bây giờ chúng ta mà mở mua bây giờ mà chúng ta mở mua bây giờ thì nó cũng sẽ rất là tiềm ẩn rất nhiều những cái yếu tố rủi ro. Nhưng mà liều thì ăn nhiều, cổ phiếu này vẫn đang còn có những cơ hội về khoảng vùng giá 35, vẫn đang còn có những cơ hội về vùng giá 35, tức là nhịp này sẽ đánh về vùng 35, vẫn còn cơ hội về vùng giá 35. Thì những anh chị nào mà chịu đựng được cái rủi ro thì có thể canh lại ở cổ phiếu này ở quanh vùng giá 28, 27.5 đến vùng giá 28. Quanh vùng 27.5 đến vùng 28, và chúng ta vẫn hoàn toàn kỳ vọng một cái nhịp đánh lên cổ phiếu này ở vùng giá 34. NT2 PPC hoàn toàn tương tự như là hoàn toàn tương tự như là NT2 thì PPC cũng đã có một cái nhịp đánh rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Những điểm mua đẹp của PPC phải là quanh vùng giá 18 đến vùng giá 18.5, thì hiện tại thì những cái vùng mua đẹp đã qua đi. Và cái điểm mua hai của PPC đấy là quanh vùng giá 20, khi mà cổ phiếu này đánh rung rũ ở đây. Đối với PPC hiện tại thì điểm mua đúng rồi, điểm mua đẹp và điểm mua cuối cùng của nó phải là vùng giá 20. 20, đấy là điểm mua cuối cùng, và hiện tại thì đã chạy về vùng 21.75, thì những điểm mua hiện tại thì cũng khá là rủi ro. Đầu cơ chúng ta cũng xem một số các mã cổ phiếu đầu cơ HAG. HAG thì hiện tại đang tích lũy ở vùng nền 5, chưa có nhiều dấu hiệu khởi sắc. GTN trong tuần vừa qua thì GTN đã có tín hiệu, tuy nhiên là khi GTN tín hiệu nhưng GTN lại gặp cản khó ở vùng 11.5, cũng không ăn thua từ vùng 11 đến lên 11.5 không còn nhiều. DAG đối với DAG thì đã có một nhịp tăng từ vùng 6.5 về vùng 7.7, một cái mức tăng tương đối khá, mức tăng tương đối khá, và cổ phiếu này đang gặp về vùng cản mạnh vùng 8 đến 8.5, thì cũng không không còn được nhiều nữa, không còn được nhiều nữa, không còn được nhiều nữa. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta cũng có thể tham gia 7.5,
7.5 là một cái điểm mà cổ phiếu này sẽ rung rũ về 7.5, và sau đó từ 7.5 này thì khả năng là cổ phiếu này sẽ đánh đánh lên một cái nhịp về vùng 8 đến vùng 8.5. 8 đến 8.5. Ok. DAGTNICRE, chúng ta xem cái mã CRE xem nào. CRE thì là một mã mới lên sàn, mã lên sàn à. CRE ở quanh vùng 41. 41 là một điểm tì thì chúng ta cũng có thể, đối với cổ phiếu này thì nó mới lên sàn thì nó cũng khá là mới. Khá là mới nhưng mà cũng có thể quan sát ở quanh vùng giá 41.5. 41.5. 41.5 đến vùng 41.2. 41.2. Đó, ở vùng 41.2 cũng có thể tham gia được đối với mã cổ phiếu này, TNI. Đối với TNI thì là một cái mã cổ phiếu phải nói là cũng là siêu đầu cơ, rất là đẹp rồi. Sau khi TNI có một cái vùng tích lũy quanh vùng 9.26. Quanh vùng 9.26 khá là chặt. Quanh vùng 9.26 đã khá là chặt thì sau đó đã có 3 phiên bùng nổ về thanh khoản và đánh cổ phiếu này đi. Tuy nhiên là hiện tại thì chúng ta cũng không nên đuổi theo nữa, bởi vì là khi đuổi theo thì các anh chị sẽ gặp rất nhiều khó khăn đối với những người đã mua được T cộng lợi thế, thì chúng ta lại khả năng là cổ phiếu này sẽ lình trình lại một tí như này và chúng ta sẽ quan sát tiếp những cái động thái tiếp theo của cổ phiếu này, thì khả năng như thế nó sẽ ổn hơn. Chứ còn nếu mà chúng ta đuổi 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 như thế thì tất nhiên là năm ăn năm thua thôi, nhưng mà cái mức độ rủi ro nó cũng khá là lớn. Ok, như thế là chúng ta cũng đã vừa đi phân tích tổng quan thị trường cũng như phân tích một số các cái mã cổ phiếu có tín hiệu dòng tiền rất là mạnh, rất là đẹp, và một trong những số đó thì Hùng Lê đã chat và đã khi mà có những cái tín hiệu đẹp thì Hùng Lê đã chat lên trên Zoom để cho quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta có được những cái góc nhìn tốt nhất về cổ phiếu, còn cái quyết định đầu tư mua bán là của quý anh chị nhà đầu tư. Và một lần nữa thì các anh chị của chúng ta lưu ý là trên nhóm Facebook thì hiện tại thì Hùng chỉ cập nhật những cái bản tin hàng tuần. Còn tất cả những cái tương tác với quý anh chị nhà đầu tư thì Hùng Lê chuyển sang ở trên Zalo để cho tiện, bởi vì hiện tại thì bây giờ tất cả những anh chị nhà đầu tư của chúng ta đều sử dụng điện thoại thông minh và chúng ta đều có kết nối Zalo, thì các anh chị có thể add Zalo của Hùng Lê số điện thoại 0968 279 555 để chúng ta cùng tham gia nhóm Chiến binh Samurai 01, cũng như có những cái tương tác cũng như trong quá trình đầu tư, nếu các anh chị có những vấn đề thắc mắc về cổ phiếu, về thị trường mà trong cái khả năng của team Hùng Lê có thể giải đáp hoặc có thể là giúp ích được cho quý anh chị nhà đầu tư, thì Hùng Lê và các anh em trong team luôn luôn sẵn sàng. Kính chúc quý anh chị nhà đầu tư có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân, bên gia đình, chuẩn bị một cái Tết thật là sung túc. Còn cái câu chuyện đầu tư của năm 2018 thì chúng ta thành công hay là chúng ta chưa thành công, hay là chúng ta đang bị lỗ một chút xíu hoặc là chúng ta đang bị lỗ, thì chúng ta hoàn toàn có thể tạm gác những cái câu chuyện đó lại để chúng ta chuẩn bị cho một cái Tết, một cái mùa xuân mới sẽ có nhiều niềm vui hơn, sẽ thành công hơn, và chúng ta cũng hoàn toàn kỳ vọng là quý 1 của năm 2019 thị trường chứng khoán của chúng ta sẽ có một cái nhịp hồi phục. Tất nhiên là nhịp hồi phục nó không không mạnh, nhưng mà ít nhất là có một cái nhịp hồi phục để thứ nhất là chúng ta cũng có thể đầu tư khi Tết đến xuân về. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong một cái bản tin cuối cùng của năm, gọi là năm âm, trước khi mà chúng ta nghỉ Tết, đấy là thứ sáu tuần tới, thì đấy là cái bản tin cuối cùng. Thì Hùng cũng không biết được là đến thứ sáu tuần tới thì Hùng Lê có làm bản tin để gửi đến quý anh chị nhà đầu tư được hay không, bởi vì lúc đó thì cũng khá là cận Tết. Tuy nhiên là sang tuần tới thì tất cả những khuyến nghị, tất cả các anh chị của chúng ta thì chúng ta đều tương tác ở trên Zalo và đều tương tác ở trên Zoom để chúng ta có thể
hướng đến được và để cập nhật những cái tình hình mới nhất của thị trường cũng như cập nhật những cái cổ phiếu tốt nhất ở trong phiên trong quá trình giao dịch. Một lần nữa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.